Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu món cua xào củ nè quý vị, dưa leo và cà gót. Ở đây mình có 4-5 cua mình làm rồi nè. Đó quý vị thấy không, cua của mình mua đó 80.000 ký đó. Đó, rất ngon, là mình đã mặn sẵn thì mình rửa sạch nè quý vị. Thì cách mà để mình mặn con cua, làm con cua rửa như thế nào á, thì các cái clip trước mình đã có làm và hướng dẫn rồi ha, các bạn hãy xem lại những clip đó ha. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 3 trái dưa leo, mình cũng đã rửa nè, một trái cà gót, hành lá và ngò gí các bạn. Và hạt niêm của mình thì sử dụng là hạt niêm chay dầu ăn ha, và một hạt tỏi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xào nha quý vị. Tiên mình bắt dầu nha, thì mình để tỏi vào. Cho tỏi thơm lên đó quý vị, rồi mình sẽ để cua vào mình xào. Mà gặt đầy chất lượng 100% đó quý vị. Hiện tại thì nó có 120 thôi, còn cua này thì giá 80 ha. Tháng này quý vị nên ai thích ăn cua thì mua cua tháng này ăn thôi quý vị, tại vì cua tháng này nó rất là rẻ, chứ qua tháng này thì cua nó sẽ mắc lắm quý vị ơi. Rồi mình để bột niêm vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt rau củ của mình ha. Rồi mình xắt cà gót thôi vậy. Rồi mình cà gót thì mình xắt sợi nha quý vị. Và cà gót thì nó cũng lâu chín nha, nên mình xắt xong cái mình để vào cua mình nấu luôn nha quý vị. Mình xắt xong nè quý vị, bây giờ mình để vào cua ha. Rồi mình nấu lên lực lượt cho nó nhanh chín. Cà gót thì nó lâu chín hơn là dưa leo quý vị ơi. Theo thì mình sẽ sắc dưa leo ha. Dưa leo mình sẽ chẻ ra làm đơ tư, rồi mình sẽ sắc lại ha quý vị. Thank you.
quay ạ. Sau khi cua của mình nó chín rồi nè quý vị, mình đẩy dưa leo vào ha, thì mình đẩy hành lên. Rất là thơm. Dưa leo mình xào sơ thôi nha quý vị em, tới rồi coi mình nữa để gục ha, gục thì ăn không ngon. Đó mình nêm gia vị lại coi nó vừa ăn chưa nha. Vừa quý vị, thì mình không có cần nêm gì nữa hết nha. Wow. Dưa leo thì mình không có cần xào chín nha quý vị, xào chín ăn không ngon, mình để vô mình xào sơ sơ là được rồi. Xào như thế này thì như dưa leo nó còn không sống gì trên tới quý vị, nó ăn rất là ngọt, rất là ngon. Đây quý vị, một màn nồi cua luôn nè. Đó, mình dở lên sẽ biết tắt. Và mình xào sơ vậy là được rồi quý vị, bây giờ mình tắt bếp được rồi ha. Rồi mình chuẩn bị gấp ra cái dĩa thôi. Đó, mình chuẩn bị mình gấp ra. Cua quá quý vị ơi. Mình xào mình quậy gạch nó rã hết rồi. Nồi luôn nè quý vị, nó rất là ngon. Wow. Xong rồi quý vị ơi, bây giờ mình sẽ để rau màu ý lên nha. Đó. Đây nè quý vị. Món cua xào này mình ăn kèm với nước nước chấm thôi quý vị, nước mắm chua ha. Nó rất là thơm và rất là ngon đó quý vị ạ. Hôm nay thì mình làm một cái món này để cho gia đình mình, cho bé được ăn. Mình quay cận lại cho các bạn thấy nha. Đó, cua nó rất là ngon thôi quý vị. Này cũng có cua gạch luôn đó. Quá thơm ngon luôn. Gạch mình xào quá trời luôn á quý vị, nên là gạch cua nó bị gã. Mình đã chia sẻ xong với quý vị và các bạn về cách cái mà mình làm cua xào cơ củ của mình nè quý vị, xào dưa leo với cà gót của mình nè. Nếu quý vị thấy thích thì quý vị hãy like, comment và chia sẻ với mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Có món sữa vậy.